Chào các bạn. Có lẽ điều mà Dương cũng như tất cả mọi người mong muốn nhất lúc này là đất nước mình mau chóng kiểm soát được dịch bệnh hoàn toàn, để cuộc sống của chúng ta có thể trở lại bình thường, mọi người được tự do lao động sản xuất và kiếm kế sinh nhai. Cuộc sống vẫn đang diễn ra, nhưng nếu đại dịch cứ hoành hành như thế này mà không có biện pháp kiểm soát dịch bệnh cụ thể và thực tiễn, vừa chống được dịch lại đảm bảo được phần nào cuộc sống cho người dân, thì nhiều người có thể sẽ rơi vào cảnh bế tắc. Cho đến hiện tại thì các tỉnh miền Bắc và miền Trung, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, còn miền Nam thì vẫn đang còn rất căng thẳng. Nhiều lúc xem các video hình ảnh mà thực sự Dương cảm thấy rất rất đau lòng, nhưng chúng ta cũng đâu có biết làm sao. Ai cũng có cuộc sống riêng của mình, ai cũng phải lo toan cuộc sống cá nhân, gia đình và bao nhiêu thứ khác. Vậy nên giờ chúng ta chỉ có thể hy vọng vào những biện pháp đúng đắn nhất của chính phủ. Thực ra thì trong cuộc sống luôn luôn có rất nhiều cách và nhiều con đường khác nhau để chúng ta có thể tồn tại hay thậm chí phát triển trong tình thế khó khăn, biến áp lực thành động lực. Mà nhiều khi sự thật là không có áp lực thì không có động lực. Vậy nên Dương mong sao trong tình trạng dịch căng thẳng như hiện nay, mọi người cố gắng lạc quan, tìm cách duy trì cuộc sống, cùng nhau đoàn kết đồng lòng nghĩ cách phòng chống dịch tốt nhất. Cá nhân Dương là người nghệ sĩ thì lúc này việc có thể làm cho mọi người tốt nhất có lẽ là qua âm nhạc truyền chút động lực và niềm tin để mọi người lạc quan và nhiều năng lượng hơn, tìm cách vượt qua đại dịch. Vừa qua trong khi giãn cách ở nhà, Dương mới viết một ca khúc nói đến lòng tự hào về một Việt Nam với bề dày lịch sử, đi lên từ truyền thống đoàn kết đồng lòng và phải trải qua rất rất nhiều gian khổ để có được nền độc lập tự do như ngày hôm nay. Bài hát Tự hào Việt Nam Tổ quốc tôi xin được trân trọng dành tặng toàn thể quý vị. Mong sao mọi người hãy tìm cho mình con đường sáng suốt mà suy nghĩ và hành động trong đại dịch. Cảm ơn các bạn, trân trọng kính mời các bạn chú ý đón nghe. Xây những ngôi trường cho đàn em thơ. Ôi yêu sao nước Việt Nam mình, đoàn kết một lòng, truyền thống anh hùng bao đời thiêng liêng, tình nghĩa con người không thể nào quên, không thể nào quên. Việt Nam nước tôi, Việt Nam nước tôi, đất nước tự hào, đánh tan quân thù, biết bao anh hùng áo vải sơn vai ghi vào sử sách. Rạng rỡ núi sông, Việt Nam nước tôi, đất nước diêu kỳ, bát cơm không đầy, sống trong cửa hàn thắng giặc ngoại xâm, bao cuộc trường chinh vẻ vang bốn phương, chân bước vững vàng, nhìn về tương lai Việt Nam sáng mãi muôn đời.
bao vinh quang. Ơi Tổ quốc mình Việt Nam ta ơi, từ tâm tối đồng bào đứng lên, phá bốt đồn xây những ngôi trường cho đàn em thơ. Ôi yêu sao nước Việt Nam mình, đoàn kết một lòng, truyền thống anh hùng bao đời thiêng liêng, tình nghĩa con người không thể nào quên, không thể nào quên. Việt Nam nước tôi, Việt Nam nước tôi, đất nước tự hào, đánh tan quân thù, biết bao anh hùng áo vải sơn vai ghi vào sử sách. Rạng rỡ núi sông, Việt Nam nước tôi, đất nước diêu kỳ, bát cơm không đầy, sống trong cơ hàn thắng giặc ngoại xâm, bao cuộc trường chinh vẻ vang bốn phương, chân bước vững vàng, nhìn về tương lai Việt Nam sáng mai muôn đời. Ta tự hào ta người Việt Nam, ta tự hào ta người Việt Nam, ta tự hào ta người Việt Nam, ta tự hào.